giờ Kim Anh các bạn đã sẵn sàng chưa? Và 10 phút cho các bạn bắt đầu. À, kính chào các nhà đầu tư, chúng tôi là đội quản lý quỹ cho quỹ đầu tư tư nhân Kim Anh. Mục tiêu đầu tư của chúng tôi đó là hỗ trợ sự phát triển kinh tế Việt Nam, đồng thời tối đa hóa giá trị danh mục đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư. Phương pháp mà chúng tôi lựa chọn ở đây là mô hình top down, tức là kết hợp chặt chẽ giữa phân tích tổng quan nền kinh tế, các chính sách vĩ mô và phân tích ngành, từ đó đưa ra lựa chọn công ty để mua cổ phần. Và sau đây là chương trình đầu tư của quỹ. Dựa vào chu kỳ kinh tế Việt Nam, có thể thấy Việt Nam đang nằm trong giai đoạn giữa phục hồi. Điều này kéo theo sự kỳ vọng của quỹ về sự phát triển của ba ngành xây dựng, du lịch và công nghệ. Đối với ngành xây dựng, chúng tôi kỳ vọng về sự phát triển của ngành này khi mà kinh tế Việt Nam đang nằm trong giai đoạn tăng trưởng. Vì vậy, chúng tôi quyết định đầu tư vào công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng số 1, hay còn gọi là DC1, với tổng số tiền đầu tư là 144 tỷ, chiếm 14% tổng số vốn của quỹ. Và chúng tôi bắt đầu đầu tư vào năm 2018 với số tiền là 172 tỷ để đầu tư vào đào tạo phát triển nhân viên, ứng dụng mô hình BIM vào công ty và ứng dụng thêm một số công nghệ như Jisoo. Và năm 2019 chúng tôi tiếp tục giải ngân số tiền còn lại để đầu tư phát triển mô hình DNB vào công ty và một số phần mềm trong quản lý doanh nghiệp như ERP hay quản lý rủi ro trong tai nạn trong xây dựng như là OSAS. Và số tiền và chúng tôi dự kiến thời gian thoái vốn của chúng tôi là vào năm 2024. Và đối với ngành du lịch thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng về sự phát triển của ngành này khi mà kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng. Và vì vậy chúng tôi quyết định đầu tư vào công ty cổ phần dịch vụ du lịch Bến Thành với tổng số tiền đầu tư là 371 tỷ, chiếm 31% tổng số vốn của quỹ. Và chúng bắt đầu thời gian đầu tư của chúng tôi là vào năm 2019, chia thành hai đợt giải ngân. Đợt giải ngân thứ nhất vào năm 2019, chúng tôi đầu tư vào các phần mềm công nghệ intelligent ledger hay là phát triển web, đẩy mạnh mô hình marketing online và đào tạo nhân viên. Thời gian tiếp tục chúng tôi sử dụng số tiền còn lại vào năm 2020 để đưa ra những cái dịch vụ cho Bến Thành Tourist như là dịch vụ ở ké hay dịch vụ du lịch đa thế hệ. Và thời gian thoái vốn dự kiến của chúng tôi là vào năm 2023. Và đối với ngành cuối cùng là ngành công nghệ, chúng tôi cực kỳ kỳ vọng về sự phát triển của ngành công nghệ trong giai đoạn khi mà nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng và kể cả phục hồi. Vì vậy chúng tôi quyết định đầu tư vào công ty trách nhiệm hữu hạn Align Việt Nam với tổng số tiền đầu tư là 14 tỷ đồng, chia thành 3 đợt thoái vốn, chia thành 13 đợt giải ngân. Đợt giải ngân thứ nhất chúng tôi đầu tư 4 tỷ vào công ty để có thể đầu tư đào tạo phát triển nhân viên, nghiên cứu để tăng độ hiểu biết về nhu cầu khách hàng và ảnh hưởng và xu hướng ảnh hưởng công nghệ số. Và đợt giải ngân tiếp theo vào năm 2020 với 4 tỷ chúng tôi đầu tư để phát triển một số các công nghệ để bảo mật và phân tích người dùng. Vào năm 2025 chúng tôi giải ngân số tiền còn lại để đầu tư vào các dịch vụ khác như dịch vụ xây dựng web, phần xây dựng phần mềm và một số phần mềm về công nghệ kết hợp. Và thời gian thoái vốn dự kiến của chúng tôi vào năm 2028. Với những chiến lược đầu tư như trên, chúng tôi kỳ vọng về sẽ mang lại lãi suất cho nhà đầu tư như sau. Đối với công ty xây dựng số 1, chúng tôi kỳ vọng sẽ mang lại lãi suất sinh lời là 1,3 lần và sẽ gấp 118 lần so với lãi suất của ngân hàng. Đối với công ty Bến Thành Tourist, chúng tôi sẽ mang lại lãi suất sinh lời cho nhà đầu tư là 13,8 lần và gấp 170 lần so với lãi suất của ngân hàng. Và công ty cuối cùng là Align Việt Nam với lãi suất sinh lời là 50 và so với lãi suất ngân hàng là 627 lần. Và sau đây là những đợt điểm đầu tư của chúng tôi. Về lý do chọn công ty DC One thì điểm sáng mà xây dựng trong thế giới khu vực ASEAN và Việt Nam và điểm sáng mà xây dựng trên thế giới. Theo báo cáo của Building Radar cho hay, tốc độ tăng trưởng mà xây dựng trên thế giới sẽ đạt được tốc độ là 4,5%. Về điểm sáng mà xây dựng trong khu vực ASEAN, nền tảng của ASEAN đã nhận định rằng tốc độ phát triển kinh tế xã hội, số đối giảm nghèo sẽ đi liền với tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng. Theo số liệu của IDB cho hay, các nước trong khu vực ASEAN từ nay đến năm 2030 sẽ chi hàng nghìn tỷ USD để đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng và hoàn thành kế hoạch AAC. Về điểm sáng mà xây dựng ở Việt Nam thì thu hút
đạt ở ngưỡng 15 tỷ USD. Theo số liệu này, tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng sẽ đạt ở ngưỡng 10% vào năm 2018 và đạt ở ngưỡng 82% trong giai đoạn trung bình là 5 năm từ năm 2017 đến 2021. Về lĩnh vực kinh doanh chính của công ty DC One, thì công ty DC One có lĩnh vực kinh doanh chính là công trình xây dựng dân dụng. Về điểm sáng của công ty DC One, hiện tại đang sở hữu rất là nhiều phần mềm hiện đại và các yếu tố rất tiềm năng. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt, đặc biệt là công nghệ chất cao mà công ty DC One đang sử dụng. Điểm khác biệt của công nghệ chất cao của công ty DC One so với công nghệ bất thường ớt mà công ty đối thủ đang sử dụng đó là công nghệ chất cao cho phép việc xây dựng tầng hầm kết hợp với xây dựng các kết cấu hạ tầng bên trên. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ tăng việc xây dựng tầng hầm gấp 1,5 lần so với việc xây dựng các cơ sở bên trên. Về hệ thống quản trị e management, công ty đang sử dụng hệ thống quản trị e management. Điều này sẽ giúp giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình xây dựng dự án. Về hiệu quả quản trị tài sản, công ty DC One đang sở hữu rất nhiều thiết bị và công nghệ, tuy đã có thời gian khó khăn khác nhưng vẫn còn khả năng sử dụng tốt. Về đội ngũ nhân sự của công ty DC One đang sở hữu đội ngũ quản trị có trên 15 kinh nghiệm. Ngoài ra, nhân sự của công ty DC One có kinh nghiệm và kỹ năng. Điều này sẽ rất thích hợp với việc áp dụng công nghệ mới. Về chiến lược đầu tư thì chúng tôi sẽ áp dụng và đầu tư vào cơ sở thiết bị vật chất, sáng kiến và vật liệu đối với phương thức đầu tư. Ngoài ra chúng tôi sẽ áp dụng phần mô hình G&D, áp dụng phần mềm BIM, trong đó BIM trong thiết kế nhà cao tầng, BIM trong tư vấn thiết kế. Ngoài ra chúng tôi còn áp dụng BMS, phần mềm BMS, phần mềm DID, OSAT, phần mềm CIDS và D4.0, phần mềm GSUS và cuối cùng là chúng tôi sẽ nâng cao năng lực nhân sự của công ty. Tiếp theo về lý do đầu tư vào Bến Thành Tourist, đầu tiên về điểm sáng của ngành du lịch trên thế giới, thì theo tổ chức du lịch thế giới thuộc Liên Hợp Quốc thì dự báo trong năm 2018 thì khách du lịch sẽ tăng từ 4-5%, riêng khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ tăng từ 5-6%. Về điểm sáng của ngành du lịch Việt Nam thì ngành du lịch Việt Nam được cam kết mở rộng từ khi gia nhập WTO. Theo nghị quyết 189 thì mục tiêu năm 2018 đến năm 2020 mức tăng trưởng ngành du lịch sẽ đạt từ 11.5-12% trên một năm. Năm 2020 dự kiến sẽ đón từ 10-10.5 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 47-48 triệu lượt khách du lịch nội địa. Doanh thu ngành du lịch đạt từ 18-19 tỷ USD và đóng góp vào từ 6.5-7% GDP cả nước. Về lĩnh vực hoạt động của công ty, Bến Thành Tourist hoạt động trong lĩnh vực du lịch lữ hành trong và ngoài nước, kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Tiếp theo về điểm nổi bật của công ty, Bến Thành Tourist là một công ty dịch vụ du lịch uy tín chất lượng hàng đầu. Trong năm 2017, Bến Thành Tourist đã vinh dự đón nhận 4 danh hiệu về top 10 doanh nghiệp lữ hành hàng đầu Việt Nam do Tổng cục Du lịch Việt Nam trao tặng. Bến Thành Tourist có hệ thống mạng lưới kinh doanh khép kín, có mô hình kinh doanh đa nhà sản phẩm và quy mô rộng lớn. Tiếp theo về Bến Thành Tourist luôn bắt kịp xu hướng của thị trường, cung cấp các gói dịch vụ đánh vào các tầng lớp khác nhau như free, easy tour, du lịch hành hương và cuối cùng là Bến Thành Tourist luôn hiện tại đang tập trung khá mạnh trong mảng marketing đặt tour trực tuyến và là công ty Việt Nam đi đầu trong mảng đặt tour trực tuyến. Về chiến lược đầu tư của công ty, dự kiến phát triển dịch vụ ghé, phát triển dịch vụ du lịch đa thế hệ, phát triển nguồn nhân lực của công ty, phát triển thêm dịch vụ free and easy tour và cuối cùng là áp dụng công nghệ 4.0 vào du lịch. Về lý do đầu tư vào công ty ở tại Việt Nam, về điểm sáng của ngành công nghệ thông tin trên thế giới về Việt Nam, theo dự báo của CompTIA thì tăng trưởng ngành công nghệ thông tin trên thế giới là 5% vào năm 2018. Đồng thời theo hãng nghiên cứu thị trường Forrester thì xu hướng đầu tư của doanh nghiệp và chính phủ trên thế giới vào công nghiệp phần cứng, phần mềm và dịch vụ là 4% vào năm 2018, tương đương 3.000 tỷ USD. Về phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam, chính phủ Việt Nam đang xây dựng cơ chế chính sách phát triển công nghiệp thông minh, chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam 2020 đến 2030 là tập trung phát triển công nghệ thông tin để công nghệ thông tin trở thành ngành mục tiêu của mũi nhọn của Việt Nam, đáp ứng thực hiện sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên tất cả lĩnh vực. Về điểm nổi bật của công ty Align Việt Nam, công ty Align Việt Nam cung cấp dịch vụ chính đó là tư vấn về thiết kế web. Và công ty Align Việt Nam có đội ngũ hơn 40 nhân viên chuyên gia đến thiết kế đến từ Nhật Bản. Điều này giúp tạo lợi thế cho Align cung cấp các sản phẩm chất lượng cao. Đồng thời Align luôn tích cực tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để tạo ra các sản phẩm có sẵn đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Align còn sử dụng hệ thống tích hợp CRM quản lý quan hệ khách hàng, đảm bảo không nhận các hợp đồng có rủi ro thanh toán hay là tranh chấp thương mại.
về online còn sử dụng robot chat, mặc dù ban đêm nhân viên không làm việc nhưng mà robot chat có thể trả lời 70% câu hỏi của khách hàng thông qua các chương trình được lập trên sản. Tiếp là sử dụng các sản phẩm của online. Bây giờ xin được cảm ơn Fema với thực thi của mình và xin được mời các bạn chúng ta sẽ đứng lên trên trường sân khấu để bắt đầu đến với thực thi phản biện 15 phút đối với ban giám khảo. Xin được mời ban giám khảo ạ. Là buổi thi đầu tiên trong vòng thi thứ ba thì Fema vẫn có một chút hồi hộp đúng không ạ? Nhưng mà các bạn ấy vẫn đã xuất sắc để có thể hoàn thành phần thi của mình dù đã chưa trọn vẹn. Nhưng mà hy vọng là với phần phản biện đối với ban giám khảo này, các bạn ấy sẽ trả lời được và đem được điểm số cho mình và có thể thêm chiến thắng trong những phần tiếp theo. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ được mời đại diện ban giám khảo ạ. Tôi xin được phép hỏi được vài câu hỏi. Câu thứ nhất là trong cái phần đầu tư á, các đội của bạn có nêu một cái luận điểm thấy rất là đặc biệt ạ. Trong đó khi là quỹ tin tưởng rằng các công ty vốn cổ phần chưa niêm yết hoặc mới niêm yết trên sàn giao dịch com đều có thể đạt tỷ suất lợi nhuận dài hạn cao nhất. Lưu ý là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ý muốn hỏi là dựa vào đâu mà các bạn có một niềm tin rất là sâu sắc như vậy. Câu hỏi thứ hai, theo các bạn thì nếu chúng ta thiết lập một chính sách đầu tư cho quỹ này thì cái hạn chế mà chúng ta cần lưu ý trong khi phân bổ tài sản cho quỹ này thì thôi đưa cái này ạ. Vì vậy, những công ty mà chúng em lựa chọn thì sẽ mang lại lợi sách sinh lợi. Về câu hỏi thứ hai thì nhóm em nghĩ về khó khăn của quỹ đầu tư tư nhân là việc tìm ra chiến lược đầu tư cho từng công ty, bởi vì các công ty hiện tại là các công ty nhỏ. Nếu mà tìm được suy nghĩ và chiến lược đầu tư cho các công ty này thì là điều khó khăn. Trước tiên thì chúc mừng các bạn đã hoàn thành phần thi của mình là đội đầu tiên. Thì thật ra thì Fema là đội mà tôi khá rất chờ đợi trong cái phần thi thuyết trình này. Tại vì theo cá nhân của tôi thì các bạn bốc phải cái đề khá là khoa. Đấy là private equity, là đầu tư vào những công ty chưa niêm yết hoặc là trên sàn đóng co. Vì vậy thì với những gì mà các bạn trình bày, tôi nghĩ là các bạn cũng đã làm khá là tốt cái phần việc của mình. Cảm ơn. Tôi có một vài câu hỏi liên quan đến cái việc gọi là phân bổ cái tỷ trọng của quỹ của mình. Tức là trong cái tài sản của mình, tổng tài sản là những 1.000 tỷ các bạn được quyền tiêu xài. Tuy nhiên thì hiện tại vẫn còn đến một nửa là khoảng gần 500 tỷ thì các bạn vẫn đang giữ ở đấy. Thì tôi thắc mắc là các bạn xài cái tiền đó thì đích là cái kế hoạch làm gì, các bạn mua nhà, mua xe hay là đi du lịch? Thì đấy là câu đầu tiên. Câu thứ hai tiếp theo thì tôi có để ý vào cái là chiếm lớn nhất trong danh mục của các bạn là đầu tư vào công ty du lịch Bến Thành. Cái vốn đầu tư thật ra khá là lớn, tức là 370 tỷ lận. Thì câu hỏi của tôi là liệu các bạn đầu tư vào cái doanh nghiệp đó nó có quá nhiều tiền không? Tại vì nếu mà mình nhìn vào doanh nghiệp này thì vốn chủ sở hữu của họ hiện tại là 250 tỷ. Và các bạn bỏ thêm 370 tỷ vào nữa, tức là hơn gấp đôi cái số vốn chủ sở hữu ở đấy. Thì các bạn làm cái tiền của đấy thì cái chiến lược mà các bạn mang đến cho Bến Thành là gì? Ở đây thì tôi đọc là khoảng 180 tỷ các bạn đã sẽ xài cho những cái dịch vụ như là dịch vụ ở ké. Trước tiên thì tôi hỏi dịch vụ ở ké thì chắc là
Airbnb đúng không? Các cái dịch vụ mà ở đi du lịch và ở nhà người khác như là Airbnb có đúng không? Đó, gần gần giống vậy. Nghĩa là thiệt. Chị vừa ghé là tận dụng những ngôi nhà mà cống hoặc là có phòng trống để mà ghép những người có nhu cầu đi du lịch đến với nhau. Cảm ơn. Thì cái dịch vụ đấy thì thật ra tôi có trước đây có đọc cái tin là có cái startup ở Việt Nam cũng làm cái dịch vụ tương tự như thế và họ raise cái vốn ở vòng đầu tiên là 2,5 triệu đô, tức là chỉ có 50 tỷ thôi. Đã là rất nhiều rồi mà các bạn ở đây xài những 180 tỷ cho những cái dịch vụ như này, không biết là cụ thể các bạn sẽ có thể nói cụ thể hơn là các bạn sẽ làm cái gì. Thế đấy là hai câu hỏi của tôi về cái phân bổ danh mục của mình. Thì em xin trả lời câu hỏi gần đây nhất ạ. Thì thực tên thì chúng em phân bổ 185 tỷ để đầu tư vào anh Thuê nói thì dịch vụ nghé, thì nó không phải là hoàn toàn 185 tỷ đấy để đầu tư vào dịch vụ nghé mà còn thêm vào các dịch vụ khác như là dịch vụ du lịch đa thế hệ. Thì em biết thì cái dịch vụ đa thế hệ nó không dễ dàng để mình phát triển và đầu tư như đấy, thì với cái số tiền 185 tỷ ấy để mà phát triển cái dịch vụ ở nghé thì có rất nhiều thứ để phải phát triển, như là cái như là hệ sinh thái về nhà hàng khách sạn, hay là về phát triển thêm các dịch vụ xung quanh để có thể đầu tư phát triển cái dịch vụ đa thế hệ đấy. Và em thấy chắc là cái dịch vụ đa thế hệ là một cái dịch vụ rất mới và chưa có cái công ty du lịch Việt Nam nào có thể áp dụng. Về năm trăm tỷ tiền mặt còn lại thì nhà quỹ sẽ tiếp tục tìm hiểu về công ty tư nhân để đầu tư vào công ty tư nhân. Hiện tại thì quỹ vẫn chưa tìm được công ty tư nhân nào tốt để đầu tư, nên là 500 tỷ đó vẫn là để lên kế hoạch của quỹ. Em chẳng cho họ bao nhiêu tiền để em được 39% này? Chúng em
Facing Price của bọn em là chúng em đầu tư công ty xây dựng số 1 với tổng số tiền là 144 tỷ. Thì đây là số tiền chúng em mua luôn. Tức là cái số tiền này là chúng em bị chẳng chiếm 14%. Chỉ là đầu tư vào công ty là 39%. Là với số tiền là 144 tỷ. Còn đối với công ty Biến Thành thì chúng em đầu tư là 321 tỷ cũng là cái tiền chúng em bị giá mua luôn. Và online thì là 14 tỷ. Vì mình giá là PC One là 100 bao nhiêu tỷ, 144 tỷ, với 39%. 39% tương ứng là nắm tới 39% số lượng cổ phiếu của công ty này. 144 tỷ chia cho cái số lượng này là giá của PC One là bao nhiêu? Hiện tại công ty PC One có giá 26.000. Tụi em định giá PC One có là 26 không? À dạ không ạ. Nghĩa là giá tiền hiện tại của PC One là 26.000. Còn trước đây thì tại vì chúng em xin nói lời cái này ạ. Tại vì lúc em là giá thì em định giá cái giá mua là theo EBITDA multiple. Và khi mà chúng em định giá cái giá 24 thì theo SFS, nên là chúng em không có định giá cái giá theo định giá. Đấy là chỉ bọn em chỉ định giá mua thôi. Giá mua tức là enterprise của value của công ty thôi ạ. À, tại muốn tham khảo hỏi này thì tôi không hỏi gì công ty. Nhưng mà cả địa phương cũng không hỏi. Tôi chỉ có một cái góp ý một xíu thôi. Thật ra là nhóm các bạn thì giống như lúc nãy anh Hiếu nói thì cùng đây là một trong ba nhóm mà tôi rất là kỳ vọng. Bởi vì tại tôi nhận được cái tài liệu này nó hơi trễ, cái tối hôm qua tôi mới đọc được. Tại sao tôi rất là kỳ vọng? Bởi vì thứ nhất là tôi thấy là nhóm này là nhóm duy nhất mà đầu tư với lại cái số lượng doanh nghiệp là rất là thấp. Và một cái là các bạn để một cái tỷ trọng thì mạnh và cực kỳ cao, và các bạn cũng thấy là tất cả giám khảo đều hỏi xoáy theo cái đó hết. Thì tôi rất là kỳ vọng cái nhóm này, bởi vì là ở đây thì cũng chỉ có một cái góp ý một xíu là trong cái giai đoạn mặc dù rất là lớn giống như là hiện tại, các bạn biết đó là cái điều của các nhà đầu tư là hay gặp khi thị trường lên thì họ lại không có tiền, nhưng mà khi thị trường xuống thì họ lại đầy những cái cổ phiếu. Vì vậy nó là cái bất hạnh của nhà đầu tư. Còn các bạn ở đây là các bạn có 1.000 tỷ là tiền mặt, trong lúc mà thị trường đang rớt rất là mạnh như vậy mà chúng ta có được một cái cục tiền khổng lồ như vậy, thì thật ra nếu mà cái ý ở đây mà chúng ta để 47% tiền, thì nếu mà mấy bạn nói rằng là trong cái thời gian sắp tới nhân cái cơ hội này gì đó thì tôi nghĩ là sẽ là một cái điều tiếp tục là ban giám khảo nhiều hơn, thì đó là chỉ là một cái góp ý thôi. Dạ, xin cảm ơn. Xin được cảm ơn phần chị đối đáp giữa ban giám khảo cũng như là đội Tima, và xin được chúc mừng Tima các bạn đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ